Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 119. Bài này nằm trong khóa cơ bản 11, chuyên đề bài toán đốt cháy ancol. Ở bài toán này xử lý công việc không có gì ghê gớm cả. Các em sẽ làm quen dần với việc mà người ta lấy hai phần không bằng nhau. Ở đây nếu như đề thi có hai phần không bằng nhau thì các em nhớ hộ thầy là các em có hai hướng lựa chọn. Một là các em đặt phần 1 số mol là ABC thì phần 2 sẽ gấp K lần phần 1 và số mol sẽ là KA các B các C. Đó. Hướng thứ hai là các em hãy tìm tỷ lệ các chất hoặc số mol các chất hoặc khối lượng các chất ở thí nghiệm 1, ở phần 1. Sau đó các em ốp vào thí nghiệm 2, tỷ lệ đó không hề thay đổi. Thì đấy là hai hướng chủ đạo để các em xử lý những bài tập mà người ta lấy hai phần không bằng nhau. Cụ thể vào bài toán này, thầy minh họa để các em hình dung ra rõ ràng hơn. Thứ nhất là thầy có phản ứng đầu tiên là phản ứng minh họa cho phần ancol đa chức, nó hòa tan được CuOH 2 lần với tỷ lệ mol là 2 chia 1. Ở đây thầy có CuOH 2 lần là 0,1 mol thì suy ra ancol C3H8O3 ở đây là 0,2 mol theo phương trình. Như vậy, kết quả thầy gọi phần 1, phần 2 trong 40 g này, 40 g hỗn hợp M tức là ở phần người ta lấy 40 g, số mol tương ứng là ABC thì ở phần 1 sẽ tương ứng là KA, KB và KC. Đây là hướng mà lựa chọn khi giải quyết những bài toán mà có hai phần không bằng nhau. Như vậy thầy có bốn ẩn A, B, C và K. Như vậy thầy lập phương trình với A, B, C, K như sau. Phương trình thứ nhất là phương trình khối lượng ở phần 40 g. Thầy có là phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai là phương trình số mol C bằng 0,2 tính được ở phản ứng này. Đây chính là cái phản ứng mà thầy tính được luôn. Bây giờ với M gam tức là khác với 40 g, tức là phần này lấy khác với phần 40 g. Thì thầy gọi là phần 1 và số mol là KA các B các C. Thầy có phương trình thứ nhất là phương trình quan hệ mol. Tổng KA các B các C chính là số mol của tổng hỗn hợp ancol sẽ bằng số mol nước trừ số mol CO2 bằng 0,05. Phương trình thứ hai là phương trình tổng. Ở đây thầy có là tổng CO2 của thầy là bằng 0,1, vì thế thầy bảo toàn nguyên tố carbon. Thầy có tổng C bằng 0,1. Từ đó thầy tìm ra một phương trình với ABC bằng cách triệt tiêu K đi. Lấy phương trình 1 chia phương trình 2 thì kết quả thầy có phương trình là A trừ C bằng 0. Như vậy kết hợp với hai phương trình ở trên này, thầy tìm ngay được ABC. ABC tương ứng. Và ở đây người ta yêu cầu là gì? Tính phần trăm khối lượng của X, tức là của CH4. Thì kết quả các em đã giải ra được luôn. Ở đây thầy có là các em tìm ra ABC tương ứng. Thì ở đây thầy có là tìm ra A bằng 0,2. Nhưng mà kết quả là thầy tính được phần trăm của nó là bằng 16%. Và đáp án thì cũng là đáp án D. Cái việc giải hệ các em tự giải hệ đấy. Thầy hướng dẫn là các em hình dung cách xử lý thôi.